Toang rồi ông giáo ạ. Tôi có một tin buồn và một tin vui cho ông giáo. Tin buồn là trong vòng một tiếng đồng hồ sau khi tin tức này loang ra thì YouTube đã lập tức ẩn cái đoạn cốt đề xuất đấy đi. Nhưng tin vui là Henry Fan đã lưu lại được tất cả các thông tin cần thiết. Vì vậy các bạn hãy xem đến cuối clip để xem cụ thể nó là gì và phương án xử lý của YouTuber chúng ta. Đừng quên nhấn nút đỏ và rung chuông. Đây là nơi chút bầu tâm sự của cộng đồng Việt YouTubers tự hào sáng tạo. Đồng thời cũng là nơi Henry Fan cập nhật những thay đổi mới nhất về thuật toán và chính sách của nền tảng YouTube. Trong nhiều năm vừa qua, cộng đồng YouTuber chúng ta luôn luôn rất không hài lòng với YouTube. Có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là trên danh sách các video lên top thịnh hành, chúng ta thường nhận thấy là có vẻ như thuật toán của YouTube ưu tiên hơn cho các công ty media lớn, trong khi YouTuber cá nhân thường có vẻ như bị sự ép. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy, ví dụ bằng một research nhỏ thôi, ví dụ như top trending Việt Nam YouTube chẳng hạn. Khi mở top thịnh hành của Việt Nam ra, chúng ta có thể nhìn thấy Hương Giang, đây là mình có thể xem là công ty media nha, Nguyễn Trần Trung Quân, Trấn Thành, Tóc Tiên, Giọng Ải, Giọng Ai, Hậu Hoàng, Tony TV, cái này là YouTuber cá nhân, Pháp TV, công ty media, Denvo Official, gọi là ca sĩ lớn đúng không? Chúng ta có thể thấy là cái nghi ngờ của YouTuber cá nhân chúng ta là thuật toán của YouTube dường như ưu tiên hơn các công ty media, các hãng tin truyền thống hơn là YouTuber cá nhân của chúng ta. Nó làm mất đi cái gọi là cái sức hấp dẫn ngay từ đầu khi YouTube ra đời. Cái nghi ngờ thứ hai của cộng đồng YouTuber chúng ta thậm chí còn lớn hơn vấn đề top thịnh hành kia. Có một khái niệm rất là mơ hồ truyền tai nhau giữa cộng đồng YouTuber cá nhân là khái niệm về độ trust của kênh. Người ta nói rằng là nếu mà kênh của bạn có độ trust càng cao ấy, thì khả năng được đề xuất càng nhiều. Giang hồ YouTuber Việt Nam làm rất là nhiều cách khác nhau, thậm chí cả những cách rất là không minh bạch, để thậm chí có những lần mình nhận được yêu cầu là đập một gậy cho kênh người ta, sau đó rút cái gậy đó để cho kênh của người ta tăng độ trust lên, tăng độ tin cậy lên để được đề xuất nhiều hơn. Rồi, nếu mà chúng ta để ý trên kênh của mình, nếu một video của bạn đang xanh, view đang lên bình thường nhưng đột nhiên nó bị vàng tiền, thì bạn sẽ thấy số view của nó, khả năng tiếp cận khán giả của nó đột ngột giảm xuống, mà chúng ta hay gọi là bị bóp view. Đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, nó rất phổ biến ở trên các nội dung trẻ em. Khi cộng đồng YouTuber phản ánh cái mối nghi ngờ về việc là YouTube bóp các cái kênh này khi mà video có nội dung nhạy cảm, khi video bị vàng tiền, thì YouTube luôn luôn phủ nhận. YouTube nói rằng là cái hệ thống kiếm tiền và hệ thống đề xuất của chúng tôi là hai hệ thống hoàn toàn khác nhau. Chúng tôi để cho video của các bạn lên một cách tự nhiên dựa theo sự sắp xếp của thuật toán, nhưng chúng tôi không can thiệp một cách nhân tạo gì hết. Tuy nhiên, trong cái đợt cập nhật thuật toán đầu tháng 10 vừa qua, một đoạn code mà YouTube đã chèn vào để can thiệp vào hệ thống kiếm tiền và đề xuất của các video đã bị lộ, và cộng đồng YouTuber đã tìm ra được đoạn code này. Và để giới thiệu cái đoạn code này, chúng ta hãy bắt đầu bằng cái gọi là điểm P-score. P-score tức là viết tắt của Preference Score, điểm ưu tiên. P-score không phải là một khái niệm mới. P-score đã luôn luôn được YouTube nói đến. Mỗi khi tiếp cận với các nhà quảng cáo, YouTube luôn luôn hứa hẹn rằng nếu mà bạn trả nhiều tiền hơn thì bạn sẽ được tiếp cận với danh sách ưu tiên với điểm P-score cao nhất. Nhưng mà cái hệ thống tính điểm P-score này như thế nào và nó có được chèn vào thuật toán đề xuất hay không thì chúng ta chưa bao giờ biết được. Ngày 10 tháng 5 năm 2018, mình đã có một bài viết nói về cái dịch vụ Google Prefer này. Nếu các bạn làm YouTube đã lâu, từ năm 2017 trở về trước, các bạn sẽ hiểu là kiếm tiền ở trên YouTube thời điểm đó rất là dễ. Các bạn có thể làm re-up, có thể làm các nội dung cực kỳ vớ vẩn nhưng mà vẫn kiếm được tiền. Tuy nhiên, đến năm 2017, khi xảy ra vụ YouTuber tên là Logan Paul, anh ta mới đi vào khu rừng ở Nhật Bản, gọi là khu rừng tự sát, để quay cái cảnh người ta tự sát ở trong đấy và còn trêu đùa đối với những người chết đấy. Thì lúc đó xảy ra một làn sóng là các nhãn hàng đồng loạt rút ra khỏi YouTube, các công ty rút hết tiền ra khỏi YouTube và chuyển sang các kênh quảng cáo khác, mà người ta thường gọi là cuộc khủng hoảng Apocalypse. Thì từ cái thời điểm đó trở đi sang đến năm 2018 và đến năm 2019 này, chúng ta đã thấy YouTube có một sự lột xác hoàn toàn. Người ta thay đổi về công nghệ để cho những nội dung mà
gọi là nội dung ở Việt Nam hay gọi là nội dung xấu độc không còn tồn tại được ở trên YouTube nữa. Đồng thời cái kho video của YouTube được YouTube sắp xếp lại và cho điểm P-score kia để giới thiệu những cái video tốt nhất sẽ được quảng cáo nhiều hơn, tiếp cận được nhiều nhà quảng cáo hơn. Mình sẽ để link ở bên dưới video nếu các bạn muốn đọc thêm về bài viết này. Đấy. Vấn đề thứ hai là vấn đề ba giỏ hàng trong kho video của YouTube. Chúng ta thường suy nghĩ rằng một khi kênh của ta được bật kiếm tiền thì video của ta cũng như video của bạn, mọi thứ đều giống nhau. Chúng ta không hiểu tại sao giá quảng cáo của kênh mình lại thấp mà giá quảng cáo CPM của một kênh bạn lại có thể cao mà không biết làm cách nào để tăng lên cả. Trên thực tế nếu mà bạn có chạy Google Ads, các bạn sẽ thấy như sau. Bây giờ mình sẽ thử chạy một chiến dịch mới hoàn toàn để các bạn thấy là cái video của các bạn được YouTube phân chia ra thành các giỏ hàng khác nhau như thế nào. Chạy chiến dịch video. Ok, khi tạo ra một chiến dịch mới ở phía dưới này, khi mình chọn cái loại khoảng không quảng cáo, đây là do cách dịch của team dịch thuật của Google nó hơi bị khó hiểu. Các bạn sẽ thấy là quảng cáo của bạn hiển thị trên các video của YouTube nó không gọi là bình đẳng với nhau mà nó sẽ hiển thị trên các cái giỏ khác nhau, các cái gọi là các cái nhóm khác nhau. Thì thông thường ấy, clip của bạn sẽ nằm trong cái khoảng là khoảng không quảng cáo chuẩn, hiển thị quảng cáo trên những nội dung phù hợp với hầu hết các loại thương hiệu, đúng không? Tức là nếu clip của bạn gọi là xanh tiền thì nó sẽ rơi vào cái giỏ này. Hầu như các bạn không biết rằng là ngoài ra clip của bạn có thể còn rơi vào hai cái giỏ khác. Nếu clip của bạn bị vàng tiền thì nó sẽ rơi vào khoảng không quảng cáo mở rộng này. Tức là khoảng không quảng cáo này hiển thị quảng cáo trên một số nội dung nhạy cảm. Đấy, có ngôn ngữ tục tĩu, có ngôn từ tục tĩu, nội dung có hình ảnh khiêu dâm vân vân. Đấy, chúng ta cần phải hiểu rõ rằng là cái clip mà bị vàng tiền ấy không phải là hoàn toàn mất khả năng kiếm tiền mà là nó sẽ rơi vào một cái giỏ riêng này. Ví dụ như Coca-Cola chẳng hạn hay Apple chẳng hạn, người ta sẽ không muốn những cái thương hiệu cực lớn, người ta sẽ không muốn hiển thị trên những cái nội dung như này. Nhưng mà nếu một nhãn hàng ví dụ như mình nói chẳng hạn như đồ chơi tình dục chẳng hạn thì người ta cũng không ngại, người ta vẫn hiển thị quảng cáo ở trên clip của các bạn, không sợ gì hết. Hoặc là các cái dịch vụ mà chẳng hạn như cờ bạc chẳng hạn, người ta cái việc được quảng cáo ở trên Google là cực kỳ khó khăn, cho nên là nếu mà có thể quảng cáo đến bất cứ kỳ loại nào người ta sẵn sàng bỏ tiền để quảng cáo. Rồi cái giỏ thứ ba đấy, đây là cái giỏ mà người ta gọi là có điểm P-score, preference score kia cao nhất, là khoảng không quảng cáo hạn chế này. Đây là lý do tại sao mà mình luôn nhắc nhở với các bạn Việt YouTuber chúng ta là chúng ta đừng có tham gia vào cái cuộc cạnh tranh đi xuống, tức là cái giỏ bên trái này, mà chúng ta hãy tham gia để được Google xếp vào cái giỏ bên phải này, là loại trừ hầu hết các loại nội dung nhạy cảm. Đấy. Khi bạn đi mua quảng cáo ấy, bạn nếu mà bạn nhìn từ góc độ người mua quảng cáo ấy, nếu bạn chọn cái khoảng không quảng cáo hạn chế này thì cái mức giá nó sẽ cao hơn bình thường rất nhiều. Và ngược lại, nếu bạn nhìn từ từ phía người bán, từ phía người sản xuất nội dung bán cái không gian để quảng cáo ấy, thì nếu mà mình có thể làm cách nào đó để cho cái clip của mình lọt được vào danh sách này thì mức giá CPM, giá quảng cáo ở trên kênh của mình sẽ tăng lên rất nhiều, tối đa hóa được doanh thu trên kênh. Từ tháng 4 năm 2019, các bạn có thể tìm thấy một cái clip này nói rõ ràng về cách tính điểm P-score. Over 6 years ago, we created the preference score to surface among the most popular channels on YouTube. We drew on our best signals that were representative of user behavior, such as shares, likes, and repeat viewership. As the algorithm that drives Google preferred, the preference score was an important step in bringing ratings into the engagement age. Traditional ratings were a measure only of popularity. To this, we brought a measure of passion. Now we can go even further. Utilizing more signals that are representative of how users consume content today to help us find even more engaging channels and build your brand across YouTube. In other words, we're reinventing our ratings. And to recognize the improvements to our preference score, we're reintroducing it to the world as P-Score. P
P-Score is a more advanced proprietary algorithm designed to deliver robust channel selection improvements via an array of these five sophisticated signals. Popularity is driven by watch time, a proprietary metric that reveals repeat engaged viewership. Passion is based on how engaged an audience is with a channel. It uses several different kinds of signals to understand how often users interact with content. Protection continues to focus on content suitability by combining our latest classifiers with an added layer of validation so that P-Score outputs are working for your brand. Platform highlights content that's more frequently watched on large screens, such as TV screens, by a rapidly growing audience of empowered viewers. Production includes content that employs sophisticated camera work and cinematic technique. And since we can access a multitude of proprietary signals that no third parties can, P-Score is also proprietary. Popularity, passion, protection, platform, and production, all proprietary signals combined to surface among the most engaging and brand-appropriate content on YouTube across music, beauty and fashion, video gaming, and other key categories. And the P-Score is updated regularly. So if there's a new star or breakthrough talent that meets brand suitability and other requirements, the P-Score will automatically include them as part of Google Preferred the next time content is refreshed for your brand to stay relevant with audience interests and behavior. How do we know these are the right signals to surface suitable content for your brand? Because a study examining over 5,000 YouTube campaigns demonstrated that channels with higher P-scores correlate to higher brand lift for advertisers around the globe and across devices. The right signals to find the best content to build your brand. That's Google Preferred, powered by the new P-Score. Như các bạn đã thấy ở trong cái clip kia, 5 tiêu chí xếp hạng của P-Score được Google nói là tiêu chí thứ nhất là popularity, tức là mức độ phổ biến. Cái mức độ phổ biến này trước đây, nhiều năm về trước thường được đo bằng view, cho nên là trong đầu của chúng ta bây giờ ai cũng muốn clip có nhiều view. Nhưng thực ra đến thời điểm hiện nay thì cái con số quan trọng nhất chính là watch time, tức là tổng thời gian xem. Thời gian xem trên video của bạn. Cái điều này cũng khá là dễ hiểu, tại vì như này, chẳng hạn như có một clip và chỉ được 1.000 view thôi, nhưng mà thời gian xem là thời gian xem trung bình của mỗi view là 10 phút chẳng hạn, thì sẽ có 10.000 phút xem. Trong khi đó một clip mà nhiều view hơn, có 2.000 view chẳng hạn, nhưng mà thời gian xem trung bình chỉ 2 phút thì nó chỉ tạo ra được 4.000 phút xem. Mà trên 10.000 phút xem ấy, thì chắc chắn là khả năng quảng cáo hiện ra sẽ cao hơn nhiều so với 4.000 phút xem, đúng không? Cho nên là Google ưu tiên về cái tổng thời gian xem này. Rồi, cái tiêu chí thứ hai để xếp hạng điểm P-score của video của bạn được lên cao là passion, tức là mức độ tương tác. Mức độ tương tác tức là lượt like, lượt share, lượt đăng ký ở trên clip của các bạn. Mức độ cái thứ ba là protection, tức là an toàn về nội dung. Mình làm sao để những cái clip của mình nó không bị vi phạm các cái quy định về bản quyền, vi phạm các cái nguyên tắc cộng đồng, thì càng an toàn thì cái điểm P-score của bạn càng cao. Cái thứ tư là platform. Platform tức là người ta nhìn vào cái hành vi của khán giả xem kênh của bạn. Người ta xem ở trên thiết bị điện thoại, hay là người ta xem ở trên máy tính, hay là người ta xem ở trên TV. Thông thường thì nếu mà khán giả của bạn xem nhiều ở trên TV ấy, bạn cố gắng gọi là thiết kế nội dung của mình làm sao cho nó xem trên TV, nó để hấp dẫn nhiều khán giả xem trên TV ấy, thì cái điểm P-score của bạn sẽ càng cao. Gọi là thiết bị xem. Thứ tư là production, tức là chất lượng sản xuất, cũng có quay và dựng. Thì cái AI nó nhìn vào cái clip của các bạn, ví dụ như chẳng hạn như thấy có cái clip này nó có nhiều góc máy quay, nhiều máy khác nhau đặt từ nhiều góc khác nhau quay chẳng hạn, thì nó sẽ đánh giá điểm P-score cao hơn. Tại vì cái nhà sáng tạo đã có đầu tư vào cái chất lượng video của mình, hoặc là nhìn cái cách edit của bạn có nhiều jump cut, nhiều chuyển cảnh, nhiều B-roll chẳng hạn, nó chuyên nghiệp thì nó sẽ cho điểm P-score cao hơn. Đấy là 5 tiêu chí xếp hạng P-score để bạn lọt vào cái giỏ gọi là cái giỏ khoảng không quảng cáo hạn chế này, và hoặc là cái điểm CPM của bạn cao hơn.
Tuy nhiên YouTube chỉ nói chung chung gọi là tiêu chí xếp hạng như thế, chưa bao giờ người ta cho YouTuber hay là chưa bao giờ người ta cho công chúng nhìn thấy cái cách tính điểm cụ thể như thế nào. Điều này gây ra cái sự gọi là rất là không hài lòng trong cộng đồng YouTuber chúng ta. Tại tại sao người ta lại phải làm như thế? Nếu mà tôi biết được cái cách tính điểm cụ thể thì tôi có thể thiết kế lại cái nội dung của mình làm sao để cho nó an toàn hơn, để cho nó hấp dẫn hơn với các nhà quảng cáo. Tại sao có gì mà phải giấu chúng tôi, đúng không các bạn? Cho đến khi đến tháng 10 năm 2019 này, trong một lần cập nhật thuật toán ở đầu tháng 10 thì không hiểu sao cái đoạn code mà để đánh giá điểm P-score đã bị lộ ra. Thời điểm này thì chúng ta không nhìn thấy được cái đoạn code này nữa, tại vì trong vòng một tiếng đồng hồ sau khi cái thông tin bị lộ này nó loang ra ấy, thì YouTube đã lập tức giấu cái đoạn code đấy đi. Nhưng mà mình có lưu lại được một đoạn. Let's go ahead and show you how to figure out your own P-score or your own video ratings, or actually any P-score or any video rating for anyone on the platform. So you literally just go to a video from anyone that you want to use to obtain this P-score. So if you're doing this for yourself, go to one of your own videos. You right click, you view the page source or you inspect the element. You got to do this on desktop. Then you're going to want to use Control F to pull up the advanced search feature, because it'll help you comb through your code of this whole thing and it'll let you isolate what you're looking for. And then you're going to want to paste in content label rating. Now this is going to pull up the pieces that you need to figure out everything you want. And you're gonna want to look for things like this, you know, your channel P score. You know, that's gonna tell you obviously your channel's P score. But alternatively, you want to look for things like DV underscore and then the rating, you know, to figure out your video rating. Speaking about that, video ratings, right? That's been something that, you know, it's been talked about pretty heavily on YouTube for a long time. Video ratings. Nobody really knows what's up with those because they won't tell us anything about them. Well, at least we have a better idea about them now because, well, video ratings seem to be extremely important not only to an individual video success but to overall channel success, which is awesome because nobody knows what's going on about them or anything. So if your video is marked as a higher rated video, you know, going rated X, mature, things like that, you know, being an adult rated video essentially, that appears to have negative implications compared to being a family friendly video. And of course with this, we've just confirmed something that YouTube has been extremely secretive about for a very long time, the rating system for videos on their platform. Đấy là cách lấy thông tin về điểm P-score. Cái nhóm YouTuber mà phát hiện ra chuyện này, người ta đã xem điểm của hàng triệu kênh khác nhau. Đây các bạn có thể đấy, đây là mình có một cái danh sách điển hình ở đây. Thì rõ ràng là nhìn cái điểm P-score này với trên cái danh sách này, chúng ta hoàn toàn có thể thấy đúng như khẳng định ban đầu, tức là đúng như cái nghi ngờ ban đầu của cộng đồng YouTuber chúng ta, là rõ ràng là những cái chương trình của các cái công ty media lớn, của các hãng tin truyền thống này, The Late Show, Late Night, Tonight Show, những cái show truyền hình lớn đấy, CBC News này, Fox News này, BBC này. Đấy, cái YouTuber cá nhân trong ví dụ như trong danh sách này chẳng hạn, thì YouTuber cá nhân đầu tiên lọt vào cái danh sách này là đứng tận thứ bao nhiêu đây? Mười mấy đây, 15, 14 đây, PewDiePie. Còn lại là vẫn là các công ty hết và MrBeast. Đấy. Như vậy là cái nghi ngờ ban đầu của cộng đồng YouTuber chúng ta không phải là không có cơ sở. Sau khi cái thông tin này loang ra thì YouTube đã trả lời như sau: để có thể hiển thị quảng cáo video phải tuân thủ chính sách quảng cáo của Google. Chúng tôi đã phát triển hệ thống chấm điểm, tức là chúng tôi đã phát triển cái thuật toán đấy phản ánh chính sách này để xác định video có phù hợp hay không. Để đảm bảo công bằng, chúng tôi cũng cho phép nhà sáng tạo kháng cáo nếu thấy video bị cắt kiếm tiền nhầm. Một số video cũng được đưa vào danh sách ưu tiên quảng cáo để các nhãn hàng tiếp cận được với các kênh có mức độ tương tác cao nhất trên YouTube. Tức là YouTube ngầm nói rằng là những cái nghi ngờ của chúng ta là đúng, là có cơ sở chứ không phải không có. Và thứ hai nữa là không hiểu tại sao nhưng người ta vẫn không đưa cái gọi là cái cách chấm điểm nó ra một cách cụ thể cho chúng ta. Trong cái quá trình một tháng tìm hiểu về cái đoạn code này, tìm hiểu trên rất nhiều video khác nhau, thì nhóm YouTuber kia còn rút ra được một số kết luận, một số thông tin như sau. Thứ nhất là video của bạn sẽ được xếp hạng là theo 6 bậc, theo những ký tự như này.
eager, beggar, teen, mature và X. Mình sẽ đi từ từ cái chỗ màu xám này là các bạn sẽ dễ hiểu nhất. Màu xám này là thông thường clip của bạn bình thường được bật kiếm tiền thì sẽ được xếp vào dạng màu xám này, red teen, tức là nằm trong vùng hầu hết các video phổ biến trên YouTube có CPM trung bình. Tức là nếu mà mình cứ làm xong rồi mình không có để ý gì đến chuyện làm sao cho nó thân thiện với nhà quảng cáo, làm sao cho nội dung của nó an toàn ấy, thì nó sẽ rơi vào cái vùng xám này, mức tiền nó cũng chỉ trung bình như thế này. Ok, ở trên cái vùng màu xám này nó có vùng PG, tức là an toàn cho môi trường gia đình, có CPM trung bình khá, thi thoảng có vi phạm chính sách quảng cáo nhưng mà không đến nỗi nghiêm trọng lắm, chẳng hạn như thi thoảng với chửi bậy chửi thề chẳng hạn. Ok, trên đó là rất an toàn cho môi trường gia đình, không có cái gì vi phạm cả, thường có CPM rất cao. Còn loại Y này là cực kỳ an toàn cho mọi đối tượng khán giả, tức là những cái clip mà của các cái công ty media hoặc là của các cái YouTuber mà cực kỳ gọi là hấp dẫn với mọi đối tượng khán giả thì nó sẽ rơi vào đây, và cái giá quảng cáo của người ta sẽ rất là cao. Rồi ở bên dưới cái vùng màu xám này, đầu tiên là vùng màu vàng, tức là clip của bạn bị vàng tiền đấy, là không phù hợp với hầu hết các nhà quảng cáo. Yeah, CPM nó sẽ thấp xuống. Cái biểu đồ của giá quảng cáo CPM trên YouTube nó sẽ đi dần xuống theo hướng như này. Lại nhắc lại một lần nữa, đừng có tham gia vào cuộc đua xuống dưới, chúng ta cần phải tham gia vào cái cuộc đua lên trên này này, thì chúng ta mới có tiền YouTube được. Ở đây, chỗ này các bạn có thể đọc thấy một đoạn tweet của team YouTube là: chúng tôi khẳng định rằng hệ thống đề xuất của chúng tôi không phụ thuộc vào hệ thống phân phối quảng cáo. Vì vậy, khi một video bị vàng tiền, chúng tôi không hạn chế đề xuất của video đó. Nhưng mà trên thực tế thì trong cái quá trình tìm hiểu về đoạn code đó thì nhóm YouTuber kia đã tìm ra một cụm từ gọi là throttle, tức là bóp đề xuất. Trong đó có hai kiểu bóp, tức là brand safety throttling, là giảm quảng cáo. Khi nào các bạn đó đã nhìn thấy là những cái clip nào mà có vấn đề, có yếu tố nhạy cảm thì cái số lượng quảng cáo và chất lượng cái quảng cáo hiển thị ở trên cái clip đó bị giảm đi đáng kể. Ngoài ra còn có cụm từ là feature video throttling, tức là giảm đề xuất. Mỗi khi mà có những cái yếu tố nhạy cảm đó thì lại có thêm cái dòng này, giảm đề xuất nó đi. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy ở đây. Đây, các bạn có thể nhìn thấy ở trong cái đoạn code còn lại đây, throttle, feature video is throttle, ok, for super safe. Đi kèm đằng sau những cụm từ bóp này, bóp quảng cáo hoặc là bóp đề xuất này thì là những cái lý do not safe for advertisers baseline, tức là không an toàn cho nhà quảng cáo, vân vân. Cụ thể hơn nữa, cái đoạn code mà bóp đề xuất này nó đi kèm với những cái chữ cái tương ứng với cái phần hướng dẫn này, mình sẽ để ở trong phần comment, bạn có thể đọc kỹ cái bài viết này để nếu mà mình làm chuẩn theo những cái hướng dẫn này ấy, thì cái điểm gọi là điểm P-score của mình sẽ được tăng lên đáng kể và giá quảng cáo của clip của mình sẽ tăng lên. Đây, người ta chèn vào trong hệ thống quản lý nội dung như thế này. Yếu tố thứ nhất là ngôn từ ở trong video của bạn. Nếu mà clip của bạn mà thuật toán nó cho điểm L0, tức là không có ngôn từ mạnh mẽ, tức là giá điểm P-score sẽ lên cao nhất. L1 là có những ngôn từ mạnh mẽ nhưng mà nó chỉ thi thoảng thôi, và ví dụ như nó không rơi vào phần đầu của clip chẳng hạn, thì nó sẽ được cho điểm là L1 ở giữa. Và L2 là gọi là nói tục chỉ bậy một cách xuyên suốt clip đấy. Yếu tố quan trọng nhất mà cần phải để ý nhất là ngôn từ trong clip của bạn. Có nhiều bạn nói rằng là cái này nó hiện tại nó mới chỉ đúng đối với các cái clip nói tiếng Anh, nhưng mà
theo như cái quan sát, cái cảm nhận của mình ấy, thì cái gọi là cái khả năng về về nghe được mình nói gì ở trong video của Google đang phát triển rất là nhanh từng ngày một, thậm chí đối với cả tiếng Việt. Bởi vì hiện tại cái hệ thống cơ sở dữ liệu của Google nó không phụ thuộc vào, nó không chậm như ngày xưa, mà nó là machine learning, làm thuật toán máy học. Cho nên là với hàng tỷ tỷ điểm dữ liệu, cho nên người ta nó học từng giây một rất là nhanh. Rồi yếu tố thứ hai các bạn cần phải cải thiện để cho điểm mà P-score của mình cao thêm, đó là ảnh khỏa thân. Nếu mà N0 tức là hoàn toàn không có ảnh khỏa thân, N1 tức là có ảnh khỏa thân ngắn hoặc một phần thôi, N2 ảnh khỏa thân hoàn toàn. Các bạn phải nhớ là AI của YouTube hiện nay có thể nhìn được vào từng khung hình một ở trong clip của các bạn để biết trong khung hình đấy có cái gì. Rồi, nội dung khiêu dâm S0, S1, S2 tức là cũng khá là dễ hiểu, đúng không? Rồi, nội dung bạo lực. Đấy. V0, V1, V2. V tức là viết tắt của chữ violence, bạo lực đấy. Rồi. Rồi, nội dung về ma túy D0, D1, D2. Ma túy này, cần sa này, các loại thuốc này đều được đánh giá theo điểm này. Rồi, ánh sáng nhấp nháy là một yếu tố mà mình cho là người ta đưa vào đây, nhưng mà mình cho là cũng rất là chủ quan. Cái này nó có thể ảnh hưởng đến gọi là chất lượng của sản xuất, tức là cái trải nghiệm của khán giả ở trên cái clip của các bạn. Kết luận lại là rõ ràng cộng đồng YouTuber chúng ta đã đúng ngay từ đầu. Đúng ngay từ đầu tức là sao? Rõ ràng là YouTube có một sự ưu tiên đối với các cái công ty media sử ép đối với các YouTuber cá nhân chúng ta. Đấy là cái chuyện chúng ta giờ đây biết chắc chắn. Thứ hai nữa là một khi mà clip của mình bị vàng tiền hoặc là không bị vàng tiền, nhưng có một số yếu tố nhạy cảm ở trong cái clip của mình, thì sẽ cái lượt view nó sẽ không được như bình thường. Đấy là điều bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể khẳng định. Rồi, cái kết luận thứ hai nữa đối với mình mà nói ấy, thì cái việc mà phải sử dụng khoa học, sử dụng thuật toán để quản lý, tại vì cái số lượng ở trên YouTube rất là lớn, cho nên việc sử dụng khoa học thuật toán để quản lý là hoàn toàn có thể chấp nhận được. Cái điều mà chúng ta gọi là không chấp nhận được là tại sao không công bố một cách rõ ràng cái cách tính điểm để cho 500 anh em chúng mình biết, để chúng ta điều chỉnh cái nội dung của mình, điều chỉnh cái clip của mình cho nó phù hợp với các nhà quảng cáo thôi, có gì đâu mà phải giấu, đúng không? Càng công khai, càng minh bạch thì càng thuận lợi hơn. Có những cái tiêu chí người ta đặt ra, ví dụ như nói tục, chửi bậy, chửi thề chẳng hạn, chính mình đấy cũng hay thỉnh thoảng cũng có những cái gọi là chửi thề ở trên clip của mình, nếu mà mình biết thì mình có thể né được. Hoặc là có những cái như khiêu dâm chẳng hạn thì hoàn toàn có thể chấp nhận được, nhưng mà có những cái tiêu chí người ta đưa ra, ví dụ như có nhiều camera hơn thì được đánh giá là chất lượng cao hơn chẳng hạn, hoặc là có đèn flash nhấp nháy hay không, làm cho khó chịu khán giả hay không, thì những tiêu chí đó rất là chủ quan, không ai biết được. Rồi, cái kết luận cuối cùng nữa là cuộc đua của Việt YouTuber chúng ta phải là cuộc đua hướng lên trên. Phải hướng lên trên thì nó mới có nhiều tiền, kể cả ít view hơn nhưng mà tiền sẽ nhiều hơn rất nhiều. Còn cái cuộc đua hướng xuống dưới ấy, nó rất là khó khăn, nó rất là vất vả. Mỗi khi mà có một người chiến thắng thì ngay lập tức có những người khác sẵn sàng hạ thấp mọi tiêu chuẩn để gọi là để được nhiều view hơn chúng ta. Và trong khi đó tiền có nhiều hơn chúng ta hay không thì còn chưa biết được. Còn làm sao để hướng lên trên thì chúng ta xem xét các yếu tố xếp hạng như này: ngôn từ này, ảnh khỏa thân này, nội dung khiêu dâm bạo lực này, nội dung về ma túy này, ảnh đen này. Ok, ngoài ra ấy, chúng ta hãy quay ngược trở lại với mục tiêu của các cái tiêu chí xếp hạng chung chung của P-Score. Lúc này mình đọc lại mình sẽ hiểu hơn về các cái tiêu chí xếp hạng này. Thứ nhất là cái mức độ phổ biến, tức là mọi cái gọi là mọi cái kỹ thuật, mọi cái chiến thuật tối ưu hóa ấy, các bạn hãy tập trung về xây dựng watch time. Mà muốn xây dựng được cái watch time đấy thì các bạn phải bằng mọi cách giữ chân được người xem, giữ chân từ cái tiêu đề, từ cái mô tả, làm sao để người ta click vào xem cho mình. Nhưng mà sau khi người ta click vào thì làm sao, phải cái nhịp video phải như thế nào để cho người ta không bỏ video của bạn mà đi. Thứ hai là chúng ta
cố gắng thiết kế cái video của mình làm sao để cho có cái mức độ tương tác nhiều nhất. Tức là chúng ta hãy khuyến khích khán giả để lại bình luận ở bên dưới video, hoặc là bấm like, bấm chia sẻ, thì cái clip của bạn sẽ được đánh giá, điểm P-score sẽ cao hơn. Rồi, thứ ba là an toàn về nội dung. Hãy học kỹ về gọi là các nguyên tắc cộng đồng, các nguyên tắc về bản quyền, và ngoài ra là các nguyên tắc về thân thiện với nhà quảng cáo để cho cái điểm P-score của mình được cao hơn. Thứ tư là thiết bị xem. Chúng ta thiết kế làm sao để cho khán giả của mình có được trải nghiệm xem tốt nhất. Thứ năm là chất lượng sản xuất thì đương nhiên rồi. Nếu mà chúng ta có tiền, chúng ta đã làm ra được tiền của YouTube thì chúng ta không ngại gì cả đầu tư để cho chất lượng sản xuất của mình được cao hơn. Một điều nữa chúng ta hoàn toàn có thể làm được để tránh cái việc bị bóp đề xuất này là khi đăng video chúng ta hãy lưu ý nhớ đăng là ở trạng thái riêng tư để xem clip của mình có bị vàng tiền hay không. Nếu mà bị vàng tiền ấy, như mình đã nói từ các clip trước là nếu mà bị vàng tiền các bạn hãy cố gắng chỉnh sửa lại tiêu đề, mô tả, thẻ tag và hình đại diện để xem nó có sánh tiền hay không. Nếu mà nó vẫn vàng tiền ấy, mà mình xác định là khả năng xem xét thủ công ấy, người ta vẫn không cho mình qua ấy, vẫn để cho clip của mình vàng tiền ấy, thì mình hãy cố gắng lách bằng cách như này. Mình sẽ xác định là cái clip đấy không phải là clip để kiếm tiền, mà mình sẽ đăng lên chỉ để lấy view và lấy sub. Mình sẽ gỡ cái clip đó xuống, đăng lại, nhưng mà mình cài đặt là không kiếm tiền ngay từ đầu. Như vậy thì sẽ tránh được cái việc clip của mình bị bóp đề xuất. Đừng quên lan tỏa tinh thần của Việt YouTuber chúng ta, tự hào sáng tạo.